và đến làm khách trên sân của Celta Vigo ở vòng 7 La Liga, nhưng Atletico Madrid vẫn là tập thể nhận đánh giá cao hơn từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Việc này khiến nửa sau cuộc đấu diễn ra trong sự kịch tính và phải đến phút thứ 90 thì thế quân bình mới được phá vỡ. Julian Alvarez là cái tên giúp Atletico Madrid vượt lên dẫn trước và ông lớn xứ đấu bỏ đã giữ được chiến thắng tối thiểu khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Hiện tại, Atletico Madrid đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga cùng 15 điểm trong tay. Khốc liệt không kém sự cạnh tranh giữa các ngôi sao là màn so kè từ các chiến lược gia trong cuộc đua đến với giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất thứ 9 của La Liga. Được biết, Hansi Flick, Carlo Ancelotti cùng Ernesto Valverde là ba ông thầy nhận đề cử và không dễ để người hâm mộ dự đoán cái tên giành chiến thắng. Tháng 9 sắp đi qua và ban tổ chức La Liga vừa tung ra danh sách đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng, tâm điểm của truyền thông xoay quanh hai ngôi sao Kylian Mbappe của Real Madrid và Lamine Yamal bên phía Barcelona. Tuy vậy, vinh dự hoàn toàn có thể thuộc về ba ứng viên khác là Iñaki Williams, Lo Celso và Carlos Vicente. Giải Ngoại hạng Anh đã đi qua 5 vòng đấu và siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự báo về thứ hạng của 20 câu lạc bộ. Với tập thể giành ngôi vương, Manchester City là cái tên nhận sự tin tưởng với số điểm theo tính toán lên đến 91. Trong khi đó, Opta điền tên Arsenal, Liverpool, Chelsea vào các vị trí còn lại của top 4. Ở chiều hướng kém tích cực hơn thì siêu máy tính cho rằng Manchester United chỉ xếp thứ 8 với 57 điểm sau 38 vòng. Tất nhiên, mọi thông số chỉ mang ý nghĩa tham khảo và các tập thể tên tuổi sẽ phải chiến đấu hết sức để giành được thứ hạng tốt nhất có thể. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hợp đồng của Mohamed Salah không còn dài và tồn tại khả năng ngôi sao người Ai Cập sẽ chia tay Liverpool vào mùa hè 2025. Nếu kịch bản trên xảy ra, Rodrigo của Real Madrid là một trong những phương án được The Kop nhắm đến để làm mới hàng công. Tuy vậy, đây không phải thương vụ dễ hoàn thành của đại diện thành phố cảng khi cầu thủ người Brazil cùng kề kèn trắng vẫn đang hài lòng về sự hợp tác hiện tại. Sau khi chia tay Manchester United, thì huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa tìm được bến đỗ tiếp theo trong nghiệp cầm quân. Thậm chí, trong một buổi phỏng vấn gần đây, ông thầy người Na Uy cho biết sẵn sàng quay lại dẫn dắt Quỷ Đỏ dù không muốn chia sẻ nhiều về công việc của người khác. Tuy vậy, không dễ để Ole Gunnar Solskjaer một lần nữa ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford khi Manchester United vẫn đang đặt niềm tin vào Erik Ten Hag. Ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng EPL, cùng việc chỉ kiếm được một điểm trong ngày ra quân tại Europa League khiến Manchester United nhận nhiều hoài nghi từ truyền thông. Thậm chí các đồn đoán về việc Quỷ Đỏ sẵn sàng thay tướng cũng đã xuất hiện nhiều hơn trên báo chí. Tuy nhiên, chuyên gia săn tin Fabrizio Romano tiết lộ Manchester United vẫn tin tưởng huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ cho chiến lược gia người Hà Lan thêm thời gian. Tất nhiên, ban lãnh đạo đội bóng muốn câu lạc bộ sớm cải thiện phong độ để có những kết quả tích cực hơn, càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, thời gian quay trở lại của những bệnh binh cũng là một yếu tố được quan tâm. Sau màn hủy diệt Bolton ở Cúp Liên đoàn thì Arsenal đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho cuộc đụng độ Leicester tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Mọi chuyện còn đáng chờ đợi hơn khi tân binh Mikel Merino đã trở lại tập luyện và dự kiến có mặt khi pháo thủ đụng độ bảy cáo. Rõ ràng kỳ vọng dành cho nhà vô địch Euro 2024 đang là rất lớn sau khi ngôi sao xứ đấu bỏ không may dính chấn thương ở giai đoạn đầu mùa. Sau thời gian chấn thương và phải tập riêng thì Camavinga đã có những biến chuyển tích cực về mặt thể trạng. Cụ thể, đầu gối của ngôi sao người Pháp đã bình thường trở lại và cầu thủ xứ Lục Lăng có thể tập luyện cùng các đồng đội từ hôm qua. Cập nhật trên mở ra cơ hội cho Camavinga góp mặt ở trận Derby Madrid vào cuối tuần này. Đây là một sự bổ sung rất cần thiết cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong bối cảnh kèn kèn trắng đang bị Barcelona bỏ cách 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. 43 bàn thắng sau 107 trận ra sân là những thống kê cho thấy đóng góp của Dusan Vlahovic tại Juventus. Hiện tại, lão bà thành Turin đang muốn gia hạn hợp đồng với tiền đạo 24 tuổi đến năm 2028 hoặc 2029, dù cho các cuộc thương thảo trước đó vẫn đang đình trệ. Đây là giải pháp mang tính an toàn của đại diện Serie A khi Dusan Vlahovic hiện nằm trong tầm ngắm của Arsenal cùng vài đội bóng lớn khác. Barcelona đã chiêu mộ Wojciech Szczesny như một giải pháp tình thế sau khi Ter Stegen dính chấn thương.
Được biết trong cuộc trao đổi giữa các bên, ngôi sao người Ba Lan hiểu ban huấn luyện Blaugrana đang coi mình là lựa chọn số 2 trong khung gỗ sau Iñaki Peña. Tuy nhiên, Szczęsny tự tin sẽ giành suất bắt chính thông qua những màn trình diễn trong các buổi tập sắp tới cùng đội bóng xứ đâu bỏ. Đụng độ Palermo vòng 2 Coppa Italia và Napoli đã có màn thị uy sức mạnh chẳng thể ấn tượng hơn. Được biết, ông lớn nước Ý ghi tới 5 bàn vào lưới đối thủ sau khi Cyril Engonge lập cú đúp, còn Juan Jesus, David Neres cùng Scott McTominay cũng lần lượt điền tên mình lên bảng tỷ số. Ở chiều đối diện, Palermo vô vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự và đành nhận thảm bại với kết quả 0-5. Cập nhật trên giúp huấn luyện viên Antonio Conte dành thêm rất nhiều niềm tin từ phía các cổng viên của Napoli. Những kế hoạch của Manchester City đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Rodri dính chấn thương nặng. Thậm chí đã có những đồn đoán về việc The Citizen có thể gọi lại Calvin Phillips từ Ipswich Town để đảm bảo độ dày lực lượng. Thế nhưng ý tưởng trên nhanh chóng bị loại trừ và cầu thủ người Anh sẽ tiếp tục cống hiến cho tân binh EPL trong thời gian tới. Những vấn đề ngoài chuyên môn đã khiến cuộc đấu giữa Tottenham và Karabakh ở Europa League bắt đầu muộn hơn dự kiến. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Radu Dragosin bên phía gà trống bị đuổi khỏi sân ngay đầu hiệp 1. Thế nhưng với chất lượng nhân sự vượt trội, đại diện thành London vẫn biết cách mở tỷ số sau pha lập công của Brandon Johnson ở phút thứ 12. Mọi chuyện sau đó tiếp diễn theo chiều hướng có lợi cho Tottenham Hotspur khi Pape Matasa và Dominic Solanke lần lượt điền tên mình lên bảng tỷ số. Chung cuộc, gà trống đánh bại Karabakh với tỷ số 3-0 để có được khởi đầu vô cùng thuận lợi tại đấu trường Europa League. 7 trận toàn thắng cùng ngôi đầu bảng La Liga là thành tích cực kỳ ấn tượng mà Barcelona đang tạo ra dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick. Điều này khiến Jun Koundé hưng phấn và không ngại tán dương thuyền trưởng Blaugrana bằng tuyên bố: "Ngay từ ngày đầu chúng ta đã thấy Hansi Flick là một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. Cao thủ đang tận hưởng những buổi tập luyện cũng như thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông ấy." Chấn thương bắp đùi khiến Kylian Mbappe phải ngồi ngoài 3 tuần và bỏ lỡ một vài cuộc đấu cùng Real Madrid. Thế nhưng theo những tính toán của bộ phận y tế, ngôi sao người Pháp có thể ra sân ở trận siêu kinh điển gặp Barcelona vào cuối tháng 10. Bản thân tiền đạo xứ Lục Lăng cũng rất muốn góp mặt ở đại chiến vừa nêu và đặt mục tiêu đạt 100% phong độ tốt nhất khi chạm trán Blaugrana. Do vậy, người hâm mộ có thể tin tưởng vào khả năng trận El Clasico sắp tới vẫn có sự xuất hiện của một trong những ngôi sao được mong chờ nhất. Vắng mặt trong chiến thắng của Arsenal trước Bolton và thủ môn David Raya nhận khá nhiều đồn đoán về tình hình thể trạng. Theo huấn luyện viên Mikel Arteta, ngôi sao người Tây Ban Nha dính chấn thương cơ và cần thêm bài kiểm tra y tế để làm rõ tình hình. Do vậy, khả năng David Raya bắt chính ở cuộc đụng độ Leicester cuối tuần này vẫn đang bỏ ngỏ.